mê chơi quên làm video clip mất tiêu rồi. Thì chồng mới đun vô xong, đang ở giữa biển Nha Trang này. Lên tàu bây giờ chuẩn bị qua đảo Robin Hood. Rồi lên. Đó, đây một vòng nha. Còn hai bé này nữa nè, hai bé này lên luôn đi. Đây, sau khi đu dù ba thì lên tàu nha, tiếp tục. Quá đã rồi, quá đã rồi. Ok, cảm ơn mấy anh em dạ. Quá trời vui. Đang trên tàu ở Nha Trang đó, mọi người đây. Quá đẹp luôn. Kỷ niệm đi Nha Trang nha, bay dù ba rồi chơi tàu lẻ hết trơn. Sẽ đi lên đảo Robin, chuẩn bị ăn trưa và tắm biển tiếp. Robinson xuất sắc luôn, Nha Trang biển quá đẹp. Trong nhà hàng nha, rất là mát luôn. Nước trong veo luôn. Bọn này mít đi rồi nè, trời ơi dằn chưa. Không biển đẹp. Mới bay dù xong rồi mình lên mình ăn cơm trưa nha các bạn. Đó, phong biển Nha Trang công nhận đẹp thiệt, trong xanh. Này đây chụp lên tấm. Rồi.
ai mấy bạn. Còn Ngọc Hà và Kim Lý đã tới với Trà Trang nữa nha mấy bạn. Đây tắm biển nha. Vui quá Trần vui luôn. Hả? À. Mai là Hồ Ngọc Hà và Kim Lý xuống tới Nha Trang luôn nha mấy bạn. Đó. Hồ Ngọc Hà bữa giờ hay mập nha. Nha. Mập dữ lắm rồi đó. Đó không? Mấy bạn thấy biển Nha Trang đẹp dữ dằn không? Ừ.
một ngày đi Vinpearland thật là vui vẻ, mệt mỏi mỏi chân quá các bạn ơi. Bây giờ mình ra bến tàu mình về nha, về dưới đất liền nha ông ngoại ơi. Mỏi chân chưa? Okay. Tôi đi. Alo bé Đăng. Đó quá rộng luôn, buổi tối qua lên đèn rất là đẹp. Sau khi coi các show diễn thì mình sẽ ra bến tàu rồi lên tàu đi về. Tạm biệt Vinpearl World. Hẹn ngày gặp lại nhé.